thấy trò gì đâu. Anh tự dưng lại vác cái cây to tướng này ra làm gì? Có mà, đây chỉ là trò chơi còn gì nữa. Đây là cái mò câu. Bây giờ hắn nghe, đứng lên đây, níu chặt như thế này vào, như kiểu là mình đang trượt sóng ở trên biển luôn ấy. Thật không được không? Thế thì bây giờ chơi luôn. Từ từ, nhưng mà chưa hết đâu. Nhưng mà nó bị mắc ở trên cây rồi. Bây giờ hàng ngàn giật mạnh cho nhanh. 1, 2, 3 Đúng rồi mẹ ơi, nó bị mắc như kiểu là hình lưỡi câu rồi, thế này là không kéo xuống được đâu. Ủa anh Thắng ơi, có cái gì đây? Đây là cái tổ bọ ngựa. Nhưng mà cái tổ này nó cứng lắm, không phá được đâu. Không được đâu. Anh Thắng đừng có cố gắng vô ích. Không được thật mấy bạn ơi. Thôi bỏ đi, đằng nào cũng có một cái mô cao rồi. Được rồi, bây giờ Hà Nga đứng lên đi để anh kéo Nga. Anh Thắng Nga kéo cẩn thận, không em ngã thì anh chết đòn. 1, 2, 3 Ôi giời ơi. Anh đã bảo là biếu chặt vào rồi, không là ngã. Ui giời ơi, anh Thắng kéo em kiểu gì ý? Thôi em không chơi đâu, đau hết cả mông rồi. Ui giời, có một việc ngồi mà Hà Nga không ngồi được. Để anh ngồi cho Hà Nga kéo một xe này. Nhưng mà anh to như con voi ý, làm sao mà em kéo được anh? Hà Nga còn khỏe chứ còn khủng long, làm sao mà chả kéo được anh? Mở mớ xe của anh rồi. Hà Nga xem này, bây giờ anh sẽ biểu diễn xiết cho Hà Nga xem. Lướt sóng ở trên mặt đất. Lướt sóng. Nhưng mà anh này nặng lắm, em kéo máy em đau hết cả tay rồi thế này. Đau hết cả tay rồi. Chơi có một lúc thôi mà người chị đâm hết cả mồ hôi rồi thế này. Mà anh Thắng quên à? Hôm nay hai anh em mình phải đi đâu anh nhớ chưa? Quên làm sao được mà quên. Đó là ngày hôm nay bọn Thắng sẽ đi săn tìm những con Pokemon nó lang thang ở ngoài đường. Nhưng mà không phải là cứ cầm cái quả bóng Pokemon này giơ ra là thu phục được nó đâu. Muốn thu phục được nó là phải đọc được các kỹ năng của con Pokemon đó. Ví dụ như là tấn công này, sức mạnh này, máu này, cân nặng, chiều cao này. Em cứ tưởng là giơ ra là thu phục được nó cơ. Phức tạp như thế thì mới phải học. Nhưng mà không sao. May mà em cũng biết một vài kỹ năng của vài con đấy. Giờ là Thắng Mèng á, phải đi theo cái quả bóng Pokemon này. Anh Thắng phải tập trung vào thì mới phát hiện được đấy. Wow. Quả bóng này rung rồi, anh Thắng quả ơi. Quả bóng Pokemon rung này. Ừ đúng rồi. À kia kia rồi. Đúng rồi. Wow. Một con Pokemon. Đây là con Pokemon rùa nước. Nhưng mà sao nhìn nó ngầu thế anh Thắng? Bình thường em thấy nó cu te lắm cơ mà. Bởi vì đây là con rùa nước đã tiến hóa nhiều cấp rồi. Cuối cùng lên là nhìn nó ngầu như này luôn. Hà Nga giữ trật tự nha. Anh sẽ đi rón rén nhẹ nhàng tới gần người của nó. Nó là loại Pokemon giáp sát, chiều cao 1,6m, cân nặng 85,5kg, năng lực dòng nước lũ và đặc biệt là năng lực ẩn đĩa hứng mưa. Thôi thôi Hà Nga, đi ra đi, để anh sẽ thu phục nó. Để chưa xong một tí thôi, thôi, đi ra là nhé, không có đi mất giờ. Bây giờ tôi sẽ kích hoạt quả bóng Pokemon, thu phục Pokemon dưới nước. Yo, tên tên. Hay quá, vậy là trong này đã có con Pokemon rồi nè. Wow. Yeah. Một con Pokemon rồi lướt. Nhưng mà từ từ, nó đang sơ hổ, nó đang lấp ở trong cái mai rồi. Đây, có bóng xuống đây. Nào, bây giờ anh sẽ phải làm như nào nhỉ? Đây, đây là có tay này. Thu phục vào nhà, nhìn nó lại dễ thương, đáng yêu luôn. Thì chả thế, tay của nó đây này, chân của nó đâu. Hình như phải mở cái quả mai ra sao. Đấy, wow. Quả mai này. À, chân của nó đây, chân của nó đây. Đẹp quá. Có ngay. Như sao, cả chân nó đây. Hay quá, cái đầu nó đâu. Đâu rồi, đây, cái đầu nó đây. Hóa ra là nó nấp ở đấy. Hay chưa? Rồi, đã biến hình xong. Đây là con Pokemon rùa nước, nó đã tiến hóa hệ cuối rồi. Và là có hai khẩu pháo ở trên lưng đây. Hàng ngày vậy. Hai khẩu pháo. Khẩu pháo thứ nhất của nó bên này và khẩu pháo thứ hai của nó là ở bên này nữa. Lôi ra. Ui giời ơi. Hình như là mấy bạn ơi, đây không phải là con Pokemon hệ cuối đâu. Hệ cuối thì nó còn một cái khẩu vọng ở giữa này nữa này. Đây chắc là chỉ hệ 4 sao thôi. 5 sao nữa. Trên nó phải là 5 sao. Vừa nãy ở ngoài nhìn nó siêu ngầu như thế, nhưng mà thu nhỏ vào đây nó lại siêu cute và đáng yêu như này. Thôi rồi, bây giờ Hà Nga thu gọn nó vào, cho nó vào quả bóng này đi. Không có sống đi bây giờ. Chân tay của nó chỉ đã gấp gọn gàng rồi. Bây giờ lại đậy cái mai vào, cho nó vào quả bóng này. Mở lắp ra, đậy vào đây, nằm im. Một con Pokemon đã làm gọn trong quả bóng Pokemon. Nhìn thấy chưa anh Thắng ơi, quả bóng Pokemon này nó đang rung đấy. Có một con Pokemon ở dưới gốc cây này kìa. Kìa rồi, anh nhìn thấy rồi. Ui, nó là một con ếch xanh nhưng mà nó cũng tiến hóa rồi. Bây giờ nó có cả cây ở trên lưng của nó kìa. Đẹp chưa? Tới gần. Không sao. Nhưng mà sợ nó đi mất không? Không đi được, mình cầm quả bóng rồi, nó làm sao đi được. Wow. Mày thấy chưa, ở trên lưng của nó nhá, bình thường ấy là có một bông hoa cơ, nhưng mà bây giờ là có một xuất hiện một cái cây và lở ra một bông hoa cực kỳ là to luôn. Ui, bây giờ em vào sờ nó được không anh Thắng nhở? Được, Hà Nga vào sờ nó đi. Đi nhẹ nhàng, có chạm vào nó, chỉ sờ ở bên ngoài của nó thôi. Phải đi nhẹ nhàng thôi. Vào đi Hà Nga, vào đi. Đó. Ui, đẹp quá. Ui, anh Thắng ơi, phải gọi con Pokemon này là Pokemon cỏ cây hoa lá mới đúng ý. Người nó toàn cỏ cây hoa lá thôi. Mà em nhìn thấy con này nó còn đẹp hơn cả con Pokemon hệ nước vừa nãy luôn ý. Thôi, hai anh em mình bây giờ phải thu phục nó ngay vào luôn thôi. Không em sợ nó đứng đây nó đi mất đấy. Con Pokemon này thảo mộc độc, chiều cao 2m, cân nặng 100kg. Năng lực của nó là cây tăng trưởng, năng lực ẩn, chất diệp lục. Xong rồi, bây giờ chị sẽ thu phục nó thôi.
Wow. Yeah. Bây giờ con Pokemon nó đã làm gọn trong quả bóng Pokemon này rồi. Đúng rồi. Nó đã nằm trọn trong này rồi. Đúng rồi, bây giờ Hằng à, mở quả bóng đi ra cho các bạn cùng xem đi. Mở luôn, mở luôn. Wow. Đẹp chưa? Đẹp, đẹp. Bây giờ bé tí hon này nhìn nó cute hơn bao nhiêu. Đúng rồi. Ui, nhìn trên này này, đẹp chưa, đẹp chưa? Nhìn như là cái ô ấy anh Thắng nhỉ? Không phải đâu, nó là bông hoa đấy. Bây giờ mà muốn mở cái này ra thì mình mở cái nắp ô này. Ui, đấy. Cái đầu nó đâu, cái đầu nó đâu? Đây, cái đầu này em mở cái đầu đấy. Đây đây, phải mở cái chân nó ra trước. Rồi, mở hai cái chân của nó ra. Thắng à, mở cái đầu nó trước đi để cho nhìn thấy ánh sáng. Nhìn đầu con Pokemon này như là một con ếch luôn, anh Thắng nhỉ? Đúng rồi nữa, thì thực ra nó là con ếch cái gì nữa. Rồi thôi, bây giờ em sẽ mở hết cả chân sau của nó ra luôn. Nó còn rồi. Hai chân sau nữa. Đây là mắt của nó, răng răng răng, răng. Nhìn này, con này đặt trên tay chị đẹp chưa, đẹp chưa? Bây giờ chị sẽ mở cái bông hoa này ra. Nhìn nó khác hẳn luôn ý. Thôi thôi, bây giờ Hằng à, cất nó vào trong quả bóng đi. Anh em mình lại đi tìm những con Pokemon khác. Thôi cất vào đi, nhanh lên, không muộn rồi. Rồi lại gập cái đầu của nó xuống này, gập cái tay của nó, cái chân của nó, mấy cả bông hoa của nó nữa. Rồi đây, bông hoa của nó lại như này. Bông hoa của nó sẽ úp vào mặt nó, úp vào mặt nó, nhét vào trong quả bóng này, dập vào xong. Thế là chị với anh Thắng đã thu phục được hai con Pokemon. Hằng Nga có tin à, anh có thể tạo ra lửa mà không cần bật lửa không? Không bao giờ được luôn, chỉ có bật lửa mới tạo ra được lửa thôi. Anh không dùng bật lửa, anh chỉ cần dùng cái kính lúp này là có thể tạo ra lửa rồi. Hằng Nga nhìn này, bây giờ anh có một chiếc lá này đúng không? Nhưng mà anh sẽ vứt nó đi. Vậy vứt đi. Bởi vì là anh sẽ lấy một chiếc lá nó khô hơn thì nó sẽ dễ cháy hơn. Đưa cái núp gần, bao giờ là có một cái điểm sáng chóe như thế này. Có mà anh Thắng nó xét. Hằng Nga thấy chói mắt chưa? Bây giờ đợi, bây giờ nó ra khói thì thôi. Lâu. Ua. Có mà anh lừa em. Ua, có khói thật này. Thấy chưa, có nhiều khói chưa? Ua. Ua, ua, ua. Nhưng mà em vẫn chưa thấy nó cháy. Đây thôi, nó cháy đây, đây, đây. Ua, nhiều khói chưa? Ua. Ui, cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Ua. Hằng Nga thấy mùi khét chưa? Ua. Ui, có luôn một cái lỗ ở dưới này. Thế này à? Đi đâu mà sinh tồn không cần mang bật lửa, chỉ cần mang cái kính lúc này là có lửa rồi. Anh Thắng giỏi thật sự luôn đấy. Cái này là học giỏi môn vật lý thì mới biết đấy. Đi từ nãy giờ mò hết cả chân, cuối cùng Thắng còn tìm thấy một con Pokemon. Thân hình của nó vàng chóe từ đầu tới cuối. Đố Hằng biết đây là con Pokemon gì? Nó là con Pikachu chứ còn gì nữa. Con này á ai mà chẳng biết. Cái con Pikachu ấy nó cực kỳ là ghét những ai động vào đuôi của nó. Nếu như động vào đuôi của nó sẽ phóng ra điện, là các bạn bị điên giật luôn. Con Pikachu này chắc chắn nó là hệ điện, nó là loại Pokemon chuột. Nhưng mà được cái phải gọi con Pokemon này là con Pokemon tí hon, bởi vì là chiều cao của nó chỉ 4m mà thôi, cân nặng 6kg, năng lực ẩn là thu lôi. Xong rồi, bây giờ đọc xong kỹ năng của nó chuẩn xác là sẽ thu phục được nó. Wow, đã thu phục được con Pikachu mấy bạn ơi. Tên tên. Wow, một con Pikachu vàng chóe luôn đang cuộn tròn này. Từ từ từ, bây giờ phải giáp nó như thế nào thành con Pikachu thực đã. À, đây là cái đuôi của nó này. Đúng rồi, đuôi tĩnh điện của nó đúng không anh Thắng? Quả mặt nó đấy. Ơ nhưng mà tai của nó đâu rồi? Hình như nó không có tai sao ấy. À, đây 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 đây. Đương nhiên là phải có tai rồi. Đây, em biết mà nãy em làm cho mà xem. Anh này phải mở cái này của nó ra này. Mở hai cái tay của nó lên. Cái tay của nó lên này. Xong luôn. Đúng rồi. Đây đây, đây là cái thân của nó này. Cái chân của nó. Ôi ôi. Đã xong ngay một em Pikachu. Tèn tèn. Một con Pikachu. Mở cái đầu của nó ra. Nhét cái tay của nó vào đây. Cái đuôi của nó. Đã xong em Pokemon thứ 3 rồi. Chị nghĩ là ở trong trường học có rất nhiều bạn nhỏ nên là thể nào cũng có Pokemon cho mà xem. May quá cái con xe đạp xịn sò này, thế là thằng Hằng Nga không phải đi bộ nữa rồi. Đi bộ à, mỏi hết cả chân. May mà có con xe đạp này. Bây giờ Hằng Nga kèm anh đi. Anh đang phải kèm chị chứ. Thôi Hằng Nga kèm anh, cái xe đạp này bé, đạp một vòng là tới trường rồi. Tới nơi rồi. Tới cổng trường học rồi Hằng Nga ơi. Đã đến rồi á? Đúng luôn mấy bạn ơi, đây là cổng trường học này nhưng mà cái cổng này chỉ là cổng phụ mà thôi. Còn cái cổng chính là to lắm. Ở cổng trường lúc nào cũng rất là đông các bạn học sinh, thế nên kiểu gì là cũng có con Pokemon ở đây. Ngày hôm qua thì quả bóng Pokemon nó chỉ có màu trắng và màu đỏ thôi, nhưng mà ngày hôm nay nó sẽ đặc biệt hơn. Mấy cái con Pokemon hệ cùi đấy phải dùng cái quả bóng này thì mới bắt được. Có Pokemon nó sẽ xuất hiện. Wow. Kìa. Ui. Một con Pokemon, nhưng mà cái con này nó tên là gì nhở? Anh không biết tên của nó đâu. Ừ đúng rồi, còn nhìn con Pokemon này ngầu thật sự luôn ấy. Từ từ đã, để em xem nào. À, em nhớ ra rồi. Đây là con Pokemon Mewtwo. Nó là một con Pokemon cực kỳ là nguy hiểm đấy, bởi vì là nó là hệ tâm linh, loại Pokemon di chuyển. Chiều cao của nó tận 2m luôn đấy. Đặc biệt là cân nặng của nó như một con lợn luôn, 122kg. Làm gì có con lợn nào mà nặng tận 122kg. Đấy là anh ta không biết ý. Đấy như con lợn á, siêu to luôn ý. Nó còn hơn cả 122kg. Thôi thôi, em đọc đúng hết rồi. Bây giờ em sẽ thu phục nó ngay vào luôn thôi. Wow. Yeah. Nó ở trong quả bóng Pokemon này rồi. Đúng rồi. Đấy, bây giờ đến đoạn quan trọng nhất đây này. Mở nó ra để xem nó thu vào quả bóng này nó cute không. Nó đang cuộn tròn lại rồi. Bây giờ Hằng Nga bứa hết chân, chân mới tạch nó ra đi.
Ôi, khéo khéo khéo, khéo lắm, quả bóng này đây anh cầm quả bóng này cho. Con Pokemon này à, bên ngoài của nó màu hồng mới lại pha lẫn vào cả màu tím nữa, siêu đẹp luôn ý. Đâu, anh làm gì thấy cái chỗ là màu hồng? Đây đây, đây chỉ là màu hồng nhạt. Đây là màu hồng nhạt á, còn mà màu tím nhạt thì có. Đây là màu hồng đấy, đây là màu hồng nhạt và đây là màu tím. Không phải đâu, anh thấy cái con Pokemon này nó toàn là màu tím rồi. Ngay cả quả bóng của nó cũng phải màu tím thì mới thu phục được nó. Thôi thôi, bây giờ em sẽ mở nó ra. Đây là hai cái chân của nó này. Cái đùi của nó, đùi của nó to như kiểu đùi con khủng long ấy. Ồ, đây là hai cái chân của nó này. Bảo sao nó nặng tận bao nhiêu nhỉ anh Thánh nhỉ? 122 cân. Wow, đùi to, chân to. Ui, nhưng mà tay của nó bé xíu ra. Đúng rồi. Đó, ngầu chưa? Chắc là đây là cấp tiến hóa cuối cùng của nó rồi. Đã xong, đã xong, đã xong. Ơ, nhưng mà cái đuôi của nó, anh tưởng cái đuôi nó phải vảnh lên như thế này này. Đấy, đúng rồi, đuôi của nó phải như thế này thì nó mới ngầu. Ui, thôi thôi, bây giờ Hằng Nga cất con Metu vào trong quả bóng này đi. Vặn cái đầu nó xuống. Vặn cái đầu của nó xuống. Hình như con Pokemon nào khi mà vào quả bóng này là nó cũng phải gấp tròn người của nó. Đúng rồi. Chân nó cũng phải tròn, tay của nó chân cũng phải tròn đây. Wow, đã xong, đã xong, đã xong. Hằng Nga có nhìn thấy cái gì kia không? Anh nhìn thấy một con Pokemon nó đang đứng ở vành đường. Hình như là nó đợi cái bác tài xế đi qua. Xong bắt đầu là nó xin đi nhờ xe hay sao ấy. Hằng Nga ơi, cái con Pokemon này nó tên là cái gì mà Solgaleo, đúng rồi, nó tên là Solgaleo hay là Solgaleo ấy. Nhưng mà cái con Pokemon này nó cực kỳ đặc biệt luôn. Người có nó như kiểu là một bộ giáp sắt luôn ấy. Con Pokemon này phải gọi là con Pokemon sư tử mới đúng. Con Pokemon Metu của Hằng Nga lúc đấy 122 cân. Nhưng mà cái con sư tử này nó tận 230 kg. Đây là đang bé nhày thôi, lúc làm nó đánh nhau ấy, lúc làm nó khiêu chiến thì nó sẽ biến ra cái thân hình thật to như thế. Năng lượng là toàn bộ cơ thể của nó bằng kim loại. Nếu mà tao nói đúng thì anh sẽ thu phục được nó. Như mặt của con sư tử luôn. Thấy chưa, nó biến thành tí hon này thì nhìn nó cute hơn bao nhiêu nhở. Nó mà biến thành 200 kg thì có mở thắng mẹ Nga chạy mất dép luôn. Quả đầu của nó giống như kiểu là một bông hoa ấy. Nhìn nó giống sư tử hơn chân của nó đây. Hình như là anh thấy chân trước của nó là to hơn. Ơ, đúng không? Đây là chân sau. Ơ, đây là đầu của nó mà. Đúng xong rồi. Đầu đến chân trước này, đây là chân sau này. Đúng rồi. Ô, này. Có cả bên này bên luôn. Bên này nữa. Con Pokemon này thì chân trước của nó to hơn chân sau. Mới đầu anh nhìn cứ tưởng là đây là cái chân sau cơ. Sao lại cái đùi nó ở đằng trước nhở? Cái đuôi của nó đây. Chân của nó hình như là hơi bị sai sót sao ấy. Đây. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn đúng à. Đó. Anh đang bắt ngược. Wow. Xịn sò chưa? Mỗi tội là cái đầu nó nhìn không biết là đâu là trên, đâu là dưới, đâu là bên phải, đâu là bên trái. Mấy bạn nhìn có nhận ra không? Phải nhìn kỹ mới nhận ra. Hình như là anh Thắng lắp ngược rồi. Đây này. Không phải đây là hai con mắt của nó nhá. Đúng không? Đây là cái mồm của nó này, hai cái lỗ mũi của nó đây này. Nhưng mà anh Thắng lại bảo như thế này là đúng rồi, nhưng mà hai cái mắt của nó bị ngược à? À không phải đâu, là có bốn mắt đấy. Như vậy tổng hợp là Thắng cùng với Nga đã tìm thấy 5 Pokemon. Pokemon Pikachu, Pokemon Blastoise, Pokemon Solgaleo, Pokemon Venusaur và Pokemon Metu. Không biết ở ngoài đường có còn nhiều Pokemon nữa không nhỉ?